Rồi mấy trẻ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hát bài nối vòng tay lớn. Tuy nhiên, khi các con chạy về hướng nào thì các anh chị phải chạy ngược chiều của tấn công. Chúng ta hình dung ạ. Các con chạy về phía trước, các anh chị chúng ta chạy về phía sau và ngược lại. Dễ không ạ? Bắt đầu nha. Chuẩn bị. Mình nắm giang tay hai ba. Mình nắm giang các chị ngược lại các anh. Và các cái kỹ năng về mặt áo thuyết minh cũng như là tham dự cái đêm buổi chạy ngày hôm nay đây là một cái kinh nghiệm của các anh chị đêm buổi chạy ngày hôm nay đó là khen ngợi cho những bạn huấn luyện viên mới như em và thứ hai nữa đây là đêm buổi chạy gắn kết tình anh em tình đồng đội của các anh chị huấn luyện viên Sài Gòn Suối. Tốt quá rồi.